Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Minh Hải Official. Thì sau một cái phiên giao dịch tương đối là tiêu cực ngày hôm qua với những thông tin xoay quanh công ty chứng khoán VND, ngày hôm nay chúng ta đã có một phiên trả điểm rất tốt với hầu hết các nhóm ngành tăng điểm và kèm với đóng nến cao nhất ngày. Thì ngày hôm qua Hải cũng đã có chia sẻ với anh chị về cái vấn đề này rồi. Mặc dù cái tiêu đề của Hải á, là nhịp rũ thấu trời, nhưng mà anh chị chúng ta xem chúng ta sẽ thấy và Hải cũng đã có chia sẻ ở trong cái room khách hàng cũng như room cộng đồng của Hải ngày hôm nay á, thì Hải có nói rằng là giờ là cái nhịp này thị trường chủ yếu vẫn ở pha rung lắc tích lũy nha, Hải chưa thấy tín hiệu sẽ sập, và nếu như có các nhịp giảm mạnh chúng ta cứ tự tin và mở mua cổ phiếu là cái nhận định của Hải ở trong video ngày hôm qua. Thì sau video ngày hôm qua thì ngày hôm nay chúng ta tăng điểm tốt như vậy, chúng ta cũng có thêm một số những cái cổ phiếu mà Hải thấy rằng là đang có tín hiệu tiền vào, cũng như có một cái game sắp tới sẽ tăng vốn, chính là cổ phiếu VIX mà chúng ta sẽ phân tích ở trong video ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta bắt đầu video thì chúng ta như thường lệ có thể cho Hải một cái nút like cũng như một nút đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra thì ở dưới mỗi video chúng ta có thể tham gia vào cái room Zalo này thì Hải sẽ tư vấn và khuyến nghị miễn phí cho anh chị. Còn chúng ta muốn được tham gia vào nhóm khách hàng để có những cái điểm mua, điểm bán cụ thể, và chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua số điện thoại này. Rồi, trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay á, thì chúng ta xét riêng về cổ phiếu VIX này, anh chị sẽ thấy một cái vấn đề là dòng tiền vào VIX ở trong thời gian gần đây tương đối là tốt. Kể từ cái phiên mà VIX cố gắng break qua cái vùng đỉnh cũ là cái vùng giá khoảng tầm là 20.5 cho tới là 20.7, thì dòng tiền có những cái nhịp gọi là rung lắc rất là mạnh. Chúng ta nhìn vào vol của VIX ở tại vùng đỉnh này á, tương đối là lớn, đúng không ạ? Hầu như là phiên nào VIX cũng có những cái vận động với thanh khoản lớn cả. Thì chúng ta có thể xem như đây là một cái nhịp phân phối. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn kỹ hơn, ai mà chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta nghĩ là phân phối, nhưng mà thực tế rằng giờ khi mà VIX á, cố gắng có những cái phiên là đóng nến rất là cao, đặc biệt là phiên ngày hôm nay. Hôm nay là một cái phiên thanh khoản của thị trường duy trì ở một cái mốc khá là bé, chỉ khoảng tầm 21,8 nghìn tỷ thôi. Nhưng mà VIX thì lại là một phiên giờ thanh khoản gần như ngang bằng với những phiên mà thanh khoản thị trường là hơn 30 nghìn tỷ. Tức là gì? Là dòng tiền vào. Và ngoài ra là đóng nến cao nhất ngày, tức là hấp thụ hoàn toàn bao nhiêu lực cung ở vùng đỉnh cũ, tôi sẽ hấp thụ hết. Và nếu mà anh chị chúng ta chú ý qua về ngành chứng khoán thì thật ra ngày hôm nay VIX chính là cổ phiếu mạnh nhất. Chúng ta có những cái siêu phẩm, ví dụ như chúng ta có HCM, trước đây cũng đã từng có những game tăng vốn thì bây giờ cũng đang bắt đầu gọi là chập chững, bắt đầu gọi là ngưng cái đà tăng. Chúng ta có những cái siêu phẩm khác, ví dụ như chúng ta có là VCI, mặc dù ngày hôm nay cũng đóng nến cao nhất ngày nhưng mà thanh khoản là ở một cái mức bình thường, không quá cao. Và thật ra thì cái mức tăng của VCI cũng không thể nào so sánh được với VIX, ngày hôm nay là gần 4%. Vậy cho nên á, là chúng ta xét về mặt gọi là dòng tiền, về mặt tín hiệu kỹ thuật thì hãy đánh giá rằng là cổ phiếu này hiện tại đang đạt gọi là cái tiêu chuẩn để có thể đánh lên ở trong thời gian tới. Chưa kể đến vấn đề là thông tin chúng ta sắp nói ở phần sau. Thì về vấn đề kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng dạ, đóng nến cao nhất ngày, thanh khoản vào và ngoài ra là break vùng đỉnh cũ, chấp nhận hấp thụ hoàn toàn những áp lực cung bán ra ở 3 phiên trước, thì chứng tỏ rằng dạ, là cái cổ phiếu này hiện tại đang rất là có cái sự ủng hộ của dòng tiền. Rồi, là vấn đề đầu tiên. Thì thật ra nếu mà anh chị chúng ta có xem video của Hải á, là cách đây ngày 20 tháng 3, tức là ngày hôm nay là 26, tức là khoảng tầm 6 ngày trước, thì Hải cũng đã có khuyến nghị mua mã cổ phiếu VIX rồi. Ba mã cổ phiếu Hải khuyến nghị mua ở trong video top 3 cổ phiếu sắp tạo sóng, bao gồm Galex nè, VGC và VIX. Thì ngày hôm nay anh chị thấy rằng là cái cổ phiếu Galex á, hiện tại đang ở vùng giá là 25.1. Cổ phiếu VGC hiện tại đang ở vùng giá khoảng tầm 59, tức là tăng nhẹ so với lại cái giá mà Hải khuyến nghị mua. GAC thì tăng rất là nhiều rồi, khoảng tầm gần 10%. Và VIX thì hiện tại nó cũng đang có những cái mức tăng tương đối tốt, khoảng tầm một giá rồi so với là cái giá mà Hải khuyến nghị mua. Thì anh chị nào mà chúng ta có xem video rồi thì xin chúc mừng anh chị. Còn anh chị nào mà chúng ta chưa xem video thì yên tâm là trong video này chúng ta vẫn sẽ có những cái điểm mua đối với lại mã cổ phiếu VIX. Rồi, đến với thông tin đó, thì chúng ta sẽ đọc qua cái bài viết này. Thì đây là bài viết chứng khoán VIX chuẩn bị hút khoảng tầm là 6.360 tỷ đồng và tăng vốn lên vị trí thứ ba. Đó thì đây chính là một cái vấn đề mà chúng ta sẽ có thể quan tâm khi mà hầu hết nha, những cái
công ty chứng khoán mà tăng vốn ở trong cái nhịp trước toàn bộ đều tăng rất mạnh và vượt đỉnh rất mạnh, thì HCM là một trong số đó. Đây chính là đỉnh cũ của HCM ở vùng tháng 9, là cái thời điểm hiện tại VIX đang ở. Thì cho tới hiện tại thì HCM tăng đến con số là thêm khoảng tầm 16%. Hoặc chúng ta sẽ có thể qua như là FTS, thì cũng là một cái công ty chứng khoán tăng vốn ở trong thời gian vừa rồi, tăng thêm khoảng tầm là 30% so với vùng đỉnh cũ, là một con số rất ấn tượng. Thì VIX là một cái công ty, chúng ta thấy rằng là cái bài báo này sẽ đề cập về 3 phương án tăng vốn của VIX. Đầu tiên thì doanh nghiệp này sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ là 10%, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đồng thời sẽ phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông, cũng với tỷ lệ là 10%, là hai cách. Và ngoài ra thì ngoài hai phương án đã nêu, chứng khoán VIX cũng sẽ trình cổ đông phương án chào bán thêm khoảng tầm 636 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương thức là thực hiện quyền. Và chúng ta sẽ có giá chào bán là 10.000 đồng, anh chị ha, giá chào bán là 10.000 đồng. Và với tỷ lệ là ở đây nó ghi là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền mua. 100 quyền mua sẽ được mua 95 triệu cổ phiếu mới. Thì đây là những cái mà chúng ta sẽ quan tâm về cái vấn đề tăng vốn sắp tới của cổ phiếu VIX này. Đó. Thì đổi lại chúng ta sẽ có cái điểm mua như thế nào? Chúng ta có tín hiệu kỹ thuật tốt rồi, chúng ta có câu chuyện tăng vốn cũng đã có rồi. Vậy thì cái điểm mua sẽ nằm ở đâu? Theo Hải thì VIX là một cái cổ phiếu mà đi lên gần đây nha. Trước đây thì VIX đi lên rất là điên. Đây chúng ta nhìn qua cái nhịp tăng của VIX nè. Hoàn toàn tăng một cách gọi là không có bất kỳ một cái nhịp tích lũy nào. Nhưng mà gần đây thì khác. Chúng ta sẽ có những cái nhịp tích lũy Hải thấy rằng tương đối tốt với mã cổ phiếu VIX này. Đặc biệt là tăng theo dạng nền trong nền. Và sau mỗi nhịp tăng đều có nhịp quay trở về test lại. Đây, Hải lấy ví dụ như là chúng ta sẽ có vùng kháng cự của VIX ở trong thời điểm trước là cái vùng này. Đúng không ạ? Thì sau những cái nhịp tăng lên, chúng ta tiếp tục có nền giá tiếp theo. Đó, mặc dù phiên ngày 7 tháng 3, cổ phiếu VIX tăng 5,88% và kèm với tiền vào rất tốt. Đúng không ạ? Tiền vào rất là tốt nè. Nhưng anh chị thấy rằng T1, T2 và T3 vẫn quay trở về và test lại vùng nền bên dưới. Trước khi bật lên lại cái vùng giá là ngày 13 tháng 3, bật lên 2 cây. Và sau 2 cây lại tiếp tục quay trở về và có một cái nền giá tiếp theo nhỏ nhỏ ở vùng giá khoảng tầm 19.3. Và lưu ý rằng là hai cái nhịp mà tích nền ở đây á, là VIX có một thanh khoản tương đối bé, tức là có tín hiệu kỳ cung ở những vùng giá bên dưới. Đúng không ạ? Liên tục có những dấu hiệu nền trồng nền, nền trồng nền. Và tiếp tục thì hiện tại VIX cũng có khoảng tầm 4 phiên đi ngang ở một cái nền giá khoảng tầm vùng giá là 20, anh chị ha. Khoảng tầm vùng giá là 20 trước khi có phiên bật tăng vào ngày hôm nay. Thì hãy nghĩ rằng á, là với tín hiệu hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể canh và mở mua cổ phiếu VIX này ở vùng giá khoảng tầm là 20.6, 20.5 cho tới là khoảng tầm vùng giá 21 á, là một cái điểm mua hãy nghĩ rằng vẫn rất an toàn với mã cổ phiếu VIX. Tại vì chúng ta nhìn thì có vẻ là đã tăng gần 4% rồi thì có vẻ ghê. Nhưng mà thực tế á, là cổ phiếu này á, vẫn đang chỉ nằm ở vùng nền giá thôi. Vẫn đang chỉ nằm ở vùng đỉnh cũ thôi. Thì chúng ta so với những SSI nè. Thì thật ra chúng ta sẽ nó tương tự như là chúng ta đang mua SSI ở vùng giá khoảng tầm là 36.5 vậy. Hoặc là VCI. Thì cổ phiếu VIX này chúng ta cứ tưởng tượng là đang mua cổ phiếu VCI ở vùng giá khoảng tầm là 50-50.5 vậy. Nó tương tự như thế. Tức là cổ phiếu này hiện tại vẫn còn đang ở nằm ngay nền giá. Chúng ta chỉ lo sợ là bởi vì nó đã tăng 4% ở ngày hôm nay. Nhưng mà thực tế rằng thì cái giá này hẳn nghĩ rằng vẫn đang còn rất là rẻ so với lại một game tăng vốn và tín hiệu tiền vào tốt như này của cổ phiếu VIX. Đó, thì anh chị nào mà chúng ta sau khi chúng ta xem video ngày hôm nay, chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta tự tin và chúng ta mở mua mã cổ phiếu VIX này. Còn anh chị nào mà chúng ta đã mua rồi theo các cái video Hải khuyến nghị, thì chúng ta có thể bình luận ở phía bên dưới một cái chữ VIX đi để Hải biết rằng là những cái video Hải làm ra anh chị chúng ta đã có xem và chúng ta đã có mua và chúng ta đã có lợi nhuận, thì Hải sẽ có thêm động lực để Hải làm tiếp những video tiếp theo như cổ phiếu GET này. Thì ngày hôm trước Hải nói một câu là có rất nhiều anh chị chúng ta đã mua và rất nhiều anh chị chúng ta nhắn tin cảm ơn Hải đó, thì xin chúc mừng mọi người. Thì hy vọng là tiếp theo cổ phiếu VIX cũng sẽ bùng nổ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một cái cổ phiếu là cổ phiếu Đất Xanh. Đó thì hiện tại Đất Xanh nó vẫn còn nằm trong điểm mua nha anh chị nha. Hải cũng đã có lên một video riêng rồi về Đất Xanh. Thì hiện tại vẫn đang còn mấp mé ở vùng cản trên này. Đó thì hy vọng là tiếp tục những thời gian tới khoảng tầm vài phiên thì Đất Xanh cũng sẽ bùng nổ và quay trở về vùng đỉnh cũ phía trên này.
Đó thì anh chị mà chúng ta chưa mua, chúng ta cũng có thể mua thêm cổ phiếu đất xanh. Thì Hải đã có làm một cái video riêng rồi về một cổ phiếu có mẫu hình tương tự với Galex, chúng ta có thể tham khảo lại mọi người nha. Rồi, và trước khi anh chị chúng ta rời khỏi video thì hy vọng chúng ta có thể cho Hải một cái nút like cũng như một đăng ký kênh nếu mà chúng ta chưa đăng ký. Và ngoài ra chúng ta có thể tham gia vào cái link Zalo ở bên dưới này thì Hải sẽ tư vấn và khuyến nghị miễn phí cho anh chị. Còn chúng ta muốn được tham gia vào group khách hàng để có những cái điểm mua, điểm bán cụ thể thì chúng ta có thể đọc hướng dẫn bên dưới và chúng ta liên hệ với Hải qua số điện thoại này. Xin cảm ơn mọi người.